Với kênh YouTube của mình, trên đây mình đây là mũ bảo hiểm. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần có giấy dán thủ công, vuông dạng, kéo cắt và màu dán. Bây giờ chúng ta phải bắt đầu nào. Chìa thời trang. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị giấy dán thủ công, cút dạ, kéo cắt và màu dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán cái lược để làm được sản phẩm này. Chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, vuông dạng, kéo cắt và màu dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào.
Trên tay mình đây là cái ô. Để làm được sản phẩm này chúng ta cần có giấy dán thủ công, bút dạ, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.